kênh của mình nha. Các bạn thân mến, về ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học toán lớp 1. Chúng ta cùng học bài phép cộng trong phạm vi 10 nhé. Hôm trước chúng ta đã học phép cộng trong phạm vi 6 rồi đúng không ạ? Hôm nay chúng ta học đến phép cộng trong phạm vi 10. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh ở đây để chúng ta làm quen với các phép cộng liên quan đến 10 đúng không ạ? Trong phạm vi 10. Chúng ta cùng nhìn đây có 1, 2, 3, 4 viên kẹo màu xanh, 1, 2, 3 viên kẹo màu đỏ. Chúng ta có phép cộng 4 cộng 3 bằng 7 đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Tiếp theo chúng ta cùng nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 viên kẹo màu xanh, 1, 2 viên kẹo màu, 1, 2, 3, 4 viên kẹo màu đỏ. Vậy là chúng ta có phép cộng 6 cộng 4 bằng 10 đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy đây là phép cộng 1, 2, 3, 4, 5, 5 viên kẹo màu xanh, 1, 2, 3, 4 cộng với 4 viên kẹo màu đỏ. Chúng ta có phép cộng 5 cộng 4 bằng 9 đúng không ạ? Tiếp theo 1, 2, 3, 4 viên kẹo màu xanh, 1, 2, 3, 4 viên kẹo màu đỏ. Chúng ta có phép cộng 4 cộng 4 bằng 8 đúng không các bạn? Đó, chúng ta đã làm quen các phép cộng trong phạm vi 10. Để thực hành thì chúng ta sẽ cùng làm bài tập số 1 trước nha. Chúng ta sẽ điền số vào số hỏi chấm này, ô trống này các bạn. Đó, chúng ta nhìn xem đây chính là có một những viên kẹo màu xanh này và những viên kẹo màu đỏ. Chúng ta cùng đếm số lượng nhé. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cộng với 1, 2 viên kẹo màu đỏ. 5 cộng 2 sẽ bằng mấy các bạn? Bằng 7 đúng không ạ? Chúng ta viết số 7 vào ô trống đây. Chúng ta có thể viết phép cộng ra ngoài bảng này. 5 cộng 2 bằng 7. Tiếp theo 1, 2, 3, 4, 5, 6 viên kẹo màu xanh cộng với 1 viên kẹo màu đỏ. Chúng ta có phép cộng 6 cộng 1 bằng 7 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viên kẹo màu xanh cộng với 2 viên kẹo màu đỏ. Chúng ta có phép cộng 7 cộng với 2 sẽ bằng 9 đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viên kẹo màu xanh, 1, 2, 3 cộng với 3 viên kẹo màu đỏ thì chúng ta sẽ là bằng 10 đúng không ạ? 5 cộng 2 bằng 7, 6 cộng 1 bằng 7, 7 cộng 2 bằng 9, 7 cộng 3 bằng 10 đúng không ạ? Đó, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nhé. Bye bye.